Tĩnh nguyện ngày 21 tháng 1. Ta muốn con chỉ thuộc về ta mà thôi. Ta đang giúp con tập trung nương tựa duy nhất vào ta. Chỉ mình ta, không ai khác, không hoàn cảnh nào khác, là vần đá vững an cho linh hồn con. Nương tựa vào một mình ta có thể khiến con cảm thấy như người đang đi trên dây, nhưng dưới con là tấm lưới an toàn, là cánh tay vĩnh an của ta. Vậy nên, con đừng sợ ngã. Hãy hướng mắt con vào ta. Ta luôn ở trước con, ra hiệu cho con đi tiếp từng bước một. Chẳng có vực thẳm hay trời cao, hay bất kỳ tạo vật nào khác có thể phân rẽ con khỏi sự hiện diện đầy yêu thương của ta. Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu. Cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt và phán rằng: hãy diệt chúng đi. Chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa.